Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, cùng toàn thể các anh, các chị và các bạn đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả các bạn về vấn đề sử dụng một cái thuốc mà khá là phổ biến, hầu như là chắc chắn bác sĩ nào cũng đã từng kê toa, đó là thuốc ức chế bơm proton, và chúng ta gọi tắt là PPI. Đây là một cái thuốc được chỉ định hiện nay, một trong những thuốc được chỉ định nhiều nhất không những ở trên thế giới mà ngay cả ở Việt Nam của chúng ta. Tuy nhiên cái vấn đề sử dụng nó như thế nào là đúng, như thế nào là hiệu quả, và khi chúng ta sử dụng lâu dài thì nó có ảnh hưởng đến vấn đề gì, thì thực sự không phải tất cả chúng ta ở đây đều nắm rõ. Do đó tôi chọn cái bài ngày hôm nay để chia sẻ với các anh các chị là cập nhật sử dụng PPI trong thực hành y học gia đình. Về nội dung thì chúng ta sẽ có 4 cái nội dung chính. Đầu tiên chúng ta sẽ nhắc lại về cơ chế tiết axit. Thứ hai là cái cơ chế hoạt động của thuốc ức chế bơm proton. Thứ ba là dược lực học của ức chế bơm proton, vấn đề chuyển hóa thuốc. Kế tiếp chúng ta sẽ xem cái vai trò của PPI trong điều trị hiện nay như thế nào. Thứ ba là vấn đề tương tác thuốc khi chúng ta sử dụng chung với các thuốc khác. Và cuối cùng là tính an toàn và vấn đề ngưng sử dụng PPI. Đầu tiên chúng ta nhắc lại về cái cơ chế tiết axit. Chúng ta biết ở dạ dày của chúng ta có khá là nhiều. Chúng ta thấy rằng là trong dạ dày chúng ta có khá là nhiều tế bào. Về tế bào, mỗi tế bào nó có những cái chức năng khác nhau. Và hiện nay dạ dày chúng ta được xem không, ngoài cái chức năng là co bóp, tiêu hóa, chúng ta biết rồi, nó còn có một cái chức năng gọi là chức năng nội tiết nữa. Vì nó có thể tiết ra những cái chất, hoạt động như những cái chất nội tiết. Thì một trong những chất mà dạ dày tiết ra mà rất là quan trọng đối với vấn đề tiêu hóa, đó là axit chloric. Và tế bào chịu trách nhiệm chính để tiết ra axit chloric là tế bào thành, hay chúng ta còn gọi là tế bào viền. Tế bào này bình thường nó ở trạng thái nghỉ, tức là trạng thái không tiết axit. Ở trạng thái này, mình chị sẽ thấy là chúng ta có những cái vi tiểu quản và chúng ta có những cái kênh nội bào, nó nằm riêng rẽ với nhau. Và khi mà tế bào này chuyển sang giai đoạn hoạt động, thường là ở giai đoạn là khi chúng ta ăn vào á, sau khi ăn thì nó bắt đầu hoạt động tiết axit, thì chúng ta thấy là bắt đầu những cái vi tiểu quản cùng với kênh nội bào nó hòa nhập lại với nhau. Khi nó hòa nhập lại với nhau như thế này thì nó làm tăng cái diện tích để tiết axit và tăng cái số lượng bơm H cộng K cộng ATPAS, tức là cái bơm proton, cái bơm mà chịu trách nhiệm tiết axit. Và chúng ta nhớ rằng tế bào thành nó có hai cái giai đoạn nghỉ không tiết axit và giai đoạn hoạt động. Và chúng ta sử dụng thuốc làm sao để thuốc tác động vào giai đoạn này thì lúc đó nó mới có tác dụng là ức chế tiết axit. Còn nếu chúng ta cho thuốc mà nó tác động vào cái giai đoạn tế bào thành đang nghỉ ngơi thì hầu như là thuốc nó rất là kém hiệu quả. Chúng ta cùng nhau xem qua các cơ chế tiết axit. Chúng ta có ba cái cơ chế chính tiết axit. Cơ chế đầu tiên là cơ chế thần kinh. Cơ chế thần kinh thông qua hệ thần kinh phó giao cảm và với một cái chất hóa chất trung gian là acetylcholine. Acetylcholine này nó sẽ tác động lên một cái thụ thể ở màng tế bào thanh, đó là thụ thể muscarinic 3, chúng ta biết là M3 receptor. Và chúng ta có một cái cơ chế thứ hai, đó là cơ chế cận nội tiết. Cơ chế cận nội tiết này thông qua sự tiết histamine của một cái tế bào gọi là ECL cell. Và cơ chế thứ ba đó là cơ chế nội tiết thông qua tế bào G cell tiết ra gastrin. Và đối với cơ chế thần kinh thì acetylcholine này nó sẽ tác động lên thụ thể muscarinic 3 và nó làm tăng nồng độ canxi nội bào. Histamine nó tác động lên thụ thể histamine như chúng ta đã biết, đó là H2 receptor, và nó tác động lên thụ thể này thì nó sẽ tăng AC và tăng AMP vòng. Đối với gastrin nó sẽ tác động lên một cái thụ thể gọi là thụ thể gastrin trên màng tế bào thanh và nó cũng làm tăng cái nồng độ canxi nội bào. Khi nó tác động lên như thế này thì nó sẽ tác động lên một cái kênh cuối cùng là tác động lên một cái bơm gọi là bơm H cộng K cộng ATPase. Cái bơm này nó bắt đầu nó sẽ đẩy H cộng vào trong lòng dạ dày và nó kéo kali vào trong tế bào thanh. Như vậy trong những thập niên 70 chúng ta đã có những cái thuốc mà có thể ức chế sự tiết axit, đó là cái thuốc ức chế thụ thể H2 receptor. Mình chỉ thấy là cho dù là có ba cơ chế khác nhau nhưng những cơ chế này nó có một mối liên quan mật thiết với nhau.
Ví dụ gastrin bên cạnh tác động lên thụ thể, gastrin nó còn tác động lên tế bào ECL để tiết histamine, và cái hoạt động của cái hệ thần kinh phó giao cảm acetylcholine, qua cái hóa chất trung gian là acetylcholine, nó còn tác động lên thụ thể M1 của ECL để tiết ra histamine. Do đó khi chúng ta sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2, chúng ta chỉ ức chế được một trong những ba cái cơ chế chính. Và chính vì vậy mà chúng ta thấy là có cái hiện tượng sau đó là quen thuốc, hay chúng ta còn gọi là hiện tượng lờn thuốc, là do kích hoạt tất cả những con đường còn lại và sau đó là có hiện tượng tăng tiết axit trở lại. Trong những năm 80 thì chúng ta có những cái thuốc mới mà cái thuốc nó tác động trực tiếp lên cái bơm H cộng ATPA, tức là cái con đường cuối cùng để bơm axit vào trong lòng dạ dày, đó là thuốc ức chế bơm proton. Ngoài ra mới chỉ còn có một cái nhóm thuốc nữa là cái thuốc antacid, tức là thuốc trung hòa axit. Thuốc này chỉ có tác dụng ở trong lòng dạ dày mà thôi. Hiện nay chúng ta cũng chưa có một cái thuốc nào tác động được lên thụ thể gastrin. Do đó chúng ta hiện nay cái thuốc chúng ta sử dụng thường nhất trên thực hành lâm sàng đó là thuốc ức chế bơm proton và ức chế thụ thể H2. Vì thuốc ức chế bơm proton là một cái thuốc ức chế con đường cuối cùng để tiết axit chloric vào lòng dạ dày, do đó hiện nay được xem là một thuốc ức chế tiết axit mạnh nhất. Mình chỉ nhớ rằng ức chế bơm proton là một tiền chất, tức là product, có nghĩa là khi chúng ta uống vào, bản thân cái thuốc chúng ta uống vào, ví dụ như omeprazole chẳng hạn hay là rabeprazole, thì nó chưa có cái tác động lên cái tế bào thành đâu. Khi nó chúng ta uống vào thuốc theo máu đến cái tế bào thành thì chúng ta thấy thuốc nó sẽ vào trong cái tiểu quản bài tiết, nó sẽ được hoạt hóa và nó được proton hóa thành cái dạng hoạt hóa, chuyển thành sulfenamide, và chính cái thành phần này nó sẽ mới tác động lên H cộng K cộng ATPA để ức chế sự tiết axit. Và vì vậy mình chỉ thấy rằng muốn được proton hóa thì cái môi trường của tiểu quản bài tiết phải là môi trường axit. Do đó đầu tiên mình nhớ là thuốc ức chế bơm proton là một tiền chất cần phải được hoạt hóa trong môi trường axit để ức chế bơm proton. Và quá trình hoạt hóa này nó tùy thuộc khá là nhiều vào cái pH ở tiểu quản bài tiết và cái pK của thuốc ức chế bơm proton. Từ cái cơ chế hoạt động của thuốc ức chế bơm proton, mình suy ra cái cách mình sử dụng thuốc. Vì thuốc ức chế bơm proton được hoạt hóa trong môi trường axit và nó sẽ hoạt hóa kém, làm hiệu quả thuốc kém khi chúng ta sử dụng cùng lúc với các thuốc kháng tiết khác, vô tình chúng ta làm giảm cái môi trường axit ở tiểu quản bài tiết. Ví dụ như mình chỉ cho bệnh nhân uống cùng lúc với antacid, ví dụ như phosphalogen chẳng hạn, mình chỉ cho uống cùng lúc với thuốc ức chế thụ thể H2, ví dụ như thuốc ranitidine hay cimetidine, hoặc là những cái tác nhân kháng cholinergic, misoprostol hay somatostatin, tất cả những thuốc này nó đều ảnh hưởng đến cái pH ở tiểu quản bài tiết, do đó nó sẽ làm kém hoạt hóa thuốc ức chế bơm proton. Vì thế cái đầu tiên mình chỉ nhớ là khi chúng ta kê toa, tuyệt đối cái mình chỉ không được kê toa PPI cùng lúc với các thuốc kháng tiết. Một trong những sai lầm nhiều nhất, không phải cho những cái bác sĩ gia đình hay những bác sĩ của các chuyên khoa khác đâu, mà ngay cả bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa gan mật, nếu chị để ý sẽ thấy người ta hay kê thuốc ức chế bơm proton uống cùng một buổi sáng với antacid, tức là buổi sáng vừa uống thuốc gói vừa uống một viên ức chế bơm proton, thì vô tình là mình chỉ sẽ giảm giảm cái hoạt hóa của thuốc và vô tình làm giảm hiệu quả của thuốc. Do đó nếu mình chỉ muốn sử dụng antacid bây giờ cái vai trò của nó chỉ là giảm đau nha mấy anh chị, hoàn toàn không có vai trò điều trị. Một bệnh nhân đến với chúng ta trong bệnh cảnh đau thượng vị nghi ngờ do bệnh lý dạ dày tá tràng, mình chỉ muốn giảm đau nhanh thì mình chỉ có thể sử dụng antacid, nhưng mình chỉ nhớ là mình cách thời gian nó ra ít nhất là 4 tiếng, có nghĩa là PPI mình xài buổi sáng thì cái thuốc gói á, trong vài ngày đầu, trong khi thì chúng ta có thể sử dụng buổi trưa và buổi tối. Đó là cái đầu tiên mình chỉ nên để ý. Cái thứ hai, thuốc có hiệu quả nhất khi cho uống trước khi ăn 30 phút đến 60 phút. Để làm gì? Để cho thuốc có thời gian vào máu, và thời điểm khi thuốc vào máu để đến được tế bào thành là vài giờ sau ăn. Thời điểm này là thời điểm tế bào thành hoạt động được kích thích và cái bơm proton hoạt động mạnh nhất để tiết axit. Và bơm proton được huy động nhiều nhất trong tế bào thành sau một thời gian chúng ta nhịn đói kéo dài. Như vậy trong 3 bữa ăn thì bữa sáng là cái bữa đầu tiên trong ngày, là cái bữa
mà chúng ta có một cái khoảng thời gian nhịn đói trước đó khá là lâu. Vì vậy, nếu mình chỉ sử dụng một lần một ngày, thì mình chỉ cho bệnh nhân uống 30 phút đến 60 phút trước ăn sáng, để mình chỉ có thể ức chế axit tối đa. Như vậy, trong toa thuốc, khi mình chỉ kê đơn thuốc ức chế bơm proton, mình chỉ ghi rất là rõ là uống một viên trước ăn sáng 30 phút cho đến 60 phút. Nếu bệnh nhân này có nhu cầu sử dụng 2 viên ức chế bơm proton một ngày, thì mình chỉ cho một viên uống buổi sáng trước khi ăn 30 phút, 60 phút, và một viên trước ăn tối 30 phút, 60 phút. Tuyệt đối không sử dụng thuốc ức chế proton ngay trước khi ngủ. Thứ hai, chúng ta nói đến một cái khái niệm là PK. PK là cái pH mà ở đó thuốc ức chế bơm proton được hoạt hóa 50%. Và tốc độ hoạt hóa này nó tùy thuộc vào PK. Trong các thuốc ức chế bơm proton, rabeprazone, omeprazone, isomeprazone, lansoprazole, dexlansoprazole và pantoprazole, thì rabeprazone là thuốc có cái PK cao nhất là 5. Trong khi các thuốc ức chế bơm proton khác, cái PK của nó là từ 4 trở xuống. Có nghĩa là khi pH dạ dày sau khi ăn một khoảng thời gian dài thì sẽ được đẩy lên tới 5, thì rabeprazone vẫn có khả năng ức chế axit ở tất cả các vùng dạ dày. Mình chỉ nhớ là cái vùng xung quanh hang môn vị là cái vùng tiết pH dạ dày thấp nhất, nhưng càng ở xa và sau xa bữa ăn, ví dụ ở thân vị, thì cái pH sẽ được đẩy lên trên 4. Còn đối với những thuốc ức chế bơm proton khác, thì khi cái pH dạ dày được đẩy lên cao, tức là trong môi trường axit yếu, thì cái ức chế tiết ức chế bơm proton này nó sẽ không đầy đủ. Và cái tốc độ hoạt hóa này nó sẽ ảnh hưởng đến cái gì? Tốc độ hoạt hóa nó sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian bắt đầu tác dụng của thuốc. Cái thuốc nào mà tốc độ hoạt hóa càng nhanh, càng nhiều, thì cái khả năng của nó làm giảm triệu chứng sẽ nhanh ở cái liều đầu tiên. Đây là một nghiên cứu cho thấy rằng là ở cái pH là 1,2 thì hầu hết tất cả các ức chế bơm proton đều cái thời gian hoạt hóa của nó rất là ngắn. Trong khi pH dạ dày khi được đưa lên 5.1 thì cái thuốc, ví dụ như thuốc pantoprazole, mình chỉ thấy có cái PK thấp nhất, thì cái thời gian mà để nó hoạt hóa được 50% á, nó kéo dài, nó tăng lên từ 4,6 đến 282 phút. Trong khi cái thuốc là cái thuốc rabeprazole có cái PK cao nhất, thì cho dù pH có được đẩy lên 5.1 thì mình chỉ thấy là cái thời gian bán hủy mà để đưa năm để được hoạt hóa 50% nó cũng chỉ tăng lên 7,2 phút mà thôi. Đây cũng là một nghiên cứu cho thấy rằng sau khi uống liều đầu tiên ở ngày thứ nhất thì cái pH trung bình trong dạ dày, vì cái thuốc mà có cái PK cao nhất, nó sẽ đẩy cái pH dạ dày lên cao nhất. Và như vậy, ở cái đêm đầu tiên, sau cái liều đầu tiên á, thì mấy anh chị cũng thấy vậy, cái nồng độ axit trung bình cũng sẽ được đẩy lên cao nhất. Có nghĩa là triệu chứng của bệnh nhân sẽ được cải thiện sớm so với những đối với những cái thuốc mà có PK nó cao nhất. Về vấn đề dược lực học, ở đây tôi muốn nói đến vấn đề sinh khả dụng uống. Hồi nãy tôi nói cái lý do sử dụng trước khi ăn rồi. Đối với sinh khả dụng uống thì mấy chị sẽ để ý thấy rằng, ví dụ như một cái thuốc chúng ta khá thường sử dụng đó, isomeprazone, thì nếu mấy chị ở liều đầu tiên là khả năng sinh khả dụng uống là 64%, và sau khi ăn á, ở liều sau đó là lên đến 90%. Nhưng nếu mấy chị cho cùng với bữa ăn á, thì nó lại giảm xuống còn có 50% thôi. Đó là cái khả năng hấp thu vào máu nó giảm gần như một nửa mấy anh chị. Đối với các thuốc khác mấy anh chị để ý cũng sẽ như vậy. Thành ra mấy anh chị nhớ dặn bệnh nhân đối với ức chế bơm proton phải uống khi đói, trước khi ăn ít nhất 30 phút đến 60 phút. Cái vấn đề thứ hai là vấn đề chuyển hóa thuốc và đào thải thuốc, thì tôi sẽ trình bày sau. Vấn đề thứ ba là thời gian bán hủy của thuốc. Mấy anh chị để ý cái thời gian bán hủy của thuốc khá là ngắn. Thời gian bán hủy của thuốc chỉ kéo dài có vài giờ thôi, tối đa là được 2-3 tiếng đồng hồ. Như vậy mình có đặt ra cái câu hỏi, tại sao một cái thuốc thời gian bán hủy chỉ có 3 tiếng, mà trong khi tôi được hầu hết các hướng dẫn thực hành lâm sàng cho phép cái liều đầu tiên sử dụng cho tất cả các bệnh lý liên quan đến tiết axit là liều một viên một ngày, có nghĩa là xài một lần một ngày. Như vậy liệu thuốc có đủ không? Thì mấy anh chị nên nhớ là cái thuốc ức chế proton nó có một cái cơ chế là ức chế bơm không hồi phục.
Do đó cái thời gian mà hoạt động của thuốc á, nó kéo dài đến 8 tiếng một ngày, 8 đến 10 tiếng một ngày. Như vậy khi chúng ta sử dụng một lần một ngày là đủ. Là đủ, chúng ta không thể ức chế tiết axit toàn bộ 24 tiếng vì chúng ta biết rồi, axit chloric nó có vai trò của nó. Chúng ta chỉ sử dụng một lần một ngày và chỉ một số tình huống đặc biệt chúng ta sẽ xem, chúng ta mới được phép sử dụng hai lần một ngày. Và cái PK thì tôi có nói trình bày với anh chị rồi. Bây giờ chúng ta qua vấn đề chuyển hóa thuốc. Tất cả các thuốc ức chế bơm proton đều được chuyển hóa qua gan. Và nó qua một cái hệ thống ship citochrome, ship 450. Trong đó nên chị thấy này, những cái thuốc như omeprazole, pantoprazole, isomeprazole thì nó được chuyển hóa chủ yếu qua cái mũi tên màu đỏ là đường chuyển hóa chính của nó đó, qua hệ thống ship 2C9. Còn lại một phần nhỏ nó được chuyển hóa cái hệ thống ship 3A4. Cái thuốc lansoprazole thì nó được chuyển hóa qua hai con đường chính luôn, cả ship 2C9 và ship 3A4. Riêng rabeprazole nó không chuyển hóa qua cái hệ thống ship 2C19 và ship 3A4 mà nó lại được chuyển hóa qua đường không enzyme. Như vậy cái vấn đề chuyển hóa này thì nó có ý nghĩa gì trong thực hành lâm sàng? Đối với tính kiểu hình và tính đa kiểu gen, mỗi anh chị ngồi ở đây sẽ có một cái kiểu hình chuyển hóa của hệ thống ship 2C19 khác nhau, không ai giống ai hết. Và cái kiểu hình này nó được cốt hóa, tức là được mã hóa bằng hai cái gen. Hai cái gen, mấy anh chị đơn giản và dễ hiểu này, khi chúng ta cơ thể chúng ta có đủ hai cái gen thì chúng ta ở cái kiểu hình gọi là chuyển hóa nhanh. Nếu chúng ta bị đột biến, chúng ta chỉ còn một gen chức năng và một gen không chức năng, là tức cái gen bị đột biến, thì chúng ta ở cái thể dị hợp tử, tức là chuyển hóa trung gian hay là chuyển hóa trung bình. Nếu chúng ta bị đột biến luôn hết cả hai cái gen thì chúng ta ở thể chuyển hóa chậm. Như vậy chuyển hóa nhanh, chuyển hóa chậm và chuyển hóa trung bình thì nó khác nhau cái gì trong vấn đề sử dụng ức chế bơm proton? Mấy anh chị để ý, khi tôi kê toa cho bệnh nhân cùng một thứ thuốc ức chế bơm proton, ví dụ như tôi ghi cho bệnh nhân uống omeprazole đi, cùng một liều lượng là 20mg một ngày, nhưng anh chị có để ý thấy rằng đâu có bệnh nhân nào đáp ứng giống nhau đâu. Có bệnh nhân thì nó bớt triệu chứng, nhưng có bệnh nhân hoàn toàn không bớt triệu chứng. Đó là một phần nó bị ảnh hưởng bởi tính đa hình của ship 2C19. Trong người Việt Nam, anh chị để ý người Việt Nam, chúng ta thấy có 40%, tức là không bị đột biến, là cái người bình thường á, là chuyển hóa nhanh, 40% chuyển hóa trung gian và 20% chuyển hóa chậm. Có nghĩa là 10 anh chị ngồi ở đây sẽ có 4 người chuyển hóa nhanh, 4 người chuyển hóa trung gian và 2 người chuyển hóa chậm. Như vậy cái chuyển hóa này nó khác nhau. Thì khi mấy anh chị uống thuốc ức chế bơm proton thì liệu cái hiệu quả nó có giống nhau không? Chắc chắn là không giống nhau. Như vậy nó khác nhau ở chỗ nào? Đối với người chuyển hóa nhanh, có nghĩa khi thuốc vào cơ thể chúng ta chuyển hóa rất là nhanh, sau đó nó đào thải rất là nhanh, thì chắc chắn nồng độ thuốc trong máu sẽ giảm rất là nhanh. Và như thế nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả kháng tiết axit. Đối với người chuyển hóa ở chuyển hóa chậm, tức là cái nồng độ thuốc, cái khả năng đào thải nó chậm, chuyển hóa nó chậm, nồng độ thuốc trong máu nó giảm chậm, thì chắc chắn là hiệu quả thuốc nó sẽ tốt hơn. Như vậy, người có tốc độ chuyển hóa nhanh, hiệu quả sẽ kém. Và đây là một trong những cơ chế có thể gây nên thất bại diệt trừ H. pylori ở một số cá nhân, và cũng là nguyên nhân gây nên loét và gợt kháng trị. Như vậy, cái PPI nào chuyển hóa ít phụ thuộc vào hệ thống ship 2C19, ví dụ như rabeprazole, thì hiệu quả điều trị sẽ ổn định hơn vì nó bị ít bị ảnh hưởng bởi kiểu hình ship 2C19, và chắc chắn là nó ít tương tác thuốc vì hầu hết các thuốc chúng ta sử dụng thường nó chuyển hóa qua hệ thống ship 2C19. Đây là một cái nghiên cứu cho thắng rằng cái tính đa hình của ship 2C19 nó ảnh hưởng đến cái pH của dạ dày. Ví dụ, bệnh nhân cho sử dụng omeprazole 20mg một ngày, thì cái người mà chuyển hóa nhanh thì mấy anh chị thấy cái nồng độ pH dạ dày trung bình ở ngày thứ tư á, là 3,4. Trong khi cái người mà chuyển hóa chậm á, thì cái pH nó lên đến 5,9. Có một sự khác biệt rất lớn, có ý nghĩa thống kê giữa hai nhóm này. Còn nếu chúng ta sử dụng cái thuốc
mà ít chuyển hóa qua CYP2C19 rabeprazole, thì mấy anh chị thấy rằng cho dù bệnh nhân thuộc kiểu hình gì thì cái nồng độ pH trung bình ở ngày thứ tư khá là bằng nhau. Tuy nhiên gần đây có một số nghiên cứu và một số quan niệm về vấn đề chuyển hóa của qua hệ thống CYP2C19 của esomeprazole và một phần của omeprazole, đó là người ta thấy rằng ở cái liều đầu tiên thì esomeprazole nó chuyển hóa qua hai con đường chính, CYP2C19 và một phần CYP3A. Nhưng sau đó cái chất được chuyển hóa qua CYP3A là esomeprazole sulfone, nó sẽ ức chế con đường chuyển hóa qua CYP2C19. Do đó hầu hết thuốc ở liều lặp lại nó sẽ không chuyển hóa qua con đường CYP2C19. Đó là lý do giải thích tại sao hiệu quả cũng như cái sự đào thải của những cái liều sau của esomeprazole nó không bị ảnh hưởng của CYP2C19. Nhưng những cái nghiên cứu lớn về vấn đề này thì tôi tìm vẫn chưa có những cái nghiên cứu. Nhưng đây là cái vấn đề họ đặt ra về phía sử dụng liều lặp lại đối với esomeprazole. Chúng ta qua phần thứ hai là vai trò của thuốc ức chế bơm proton trong điều trị. Đầu tiên chúng ta nhắc lại các loại thuốc ức chế bơm proton. Về loại uống, chúng ta có hai thế hệ thuốc. Thế hệ thứ nhất là pantoprazole, lansoprazole, deslansoprazole, thuốc này ở Việt Nam mình không có, omeprazole, và thế thứ hai là esomeprazole và rabeprazole. Đây là những cái liều có trong những cái viên thuốc có mặt trên thị trường. Mấy anh chị để ý cái liều màu đỏ là liều chuẩn. Tất cả các thuốc khi sử dụng thuốc chế bơm proton trong tất cả các hướng dẫn thực hành lâm sàng, liều đầu tiên sử dụng phải là liều chuẩn. Ngoại trừ chúng ta điều trị diệt H. pylori thì chúng ta xài gấp đôi liều chuẩn, mấy anh chị nhớ. Cái sai lầm thứ hai trong sử dụng thuốc ức chế bơm proton bên cạnh khi mấy anh chị kê đơn, đó là anh chị sử dụng liều quá cao. Thứ nhất, không phải chỉ sử dụng liều chuẩn gấp đôi đâu, mấy anh chị sử dụng gấp 4 lần. Ví dụ esomeprazole, mấy anh chị cái viên mà generic á 40mg hay là cái viên brand name là Nexium 40 á, mấy anh chị cho một viên nhân 2. Như vậy mấy anh chị gấp mấy lần liều chuẩn? 4 lần liều chuẩn mấy anh chị. Trong khi người ta nghiên cứu, người ta thấy rằng với liều chuẩn là cái liều đủ để điều trị, đủ để ức chế toan trong tất cả hầu hết các bệnh lý tiêu hóa liên quan đến tăng tiết axit. Chúng ta chỉ sử dụng liều cao khi liều chuẩn không hiệu quả và sử dụng cho đúng, và khi chúng ta muốn diệt trừ H. pylori. Trong diệt trừ H. pylori, liều của nó là liều chuẩn gấp nhân 2 lần. Do đó mấy anh chị để ý liều chuẩn, mình phải biết liều chuẩn để mình chỉ định thuốc cho đúng. Về chỉ định dùng ức chế bơm proton, đầu tiên là điều trị loét và các biến chứng của loét dạ dày tá tràng. Thứ hai là dự phòng tái xuất huyết trong xuất huyết tiêu hóa không do vỡ động mạch thực quản. Thứ ba là điều trị và ngăn ngừa loét do thuốc kháng viêm nông steroid. Thứ tư là tiệt trừ H. pylori. Thứ năm là điều trị bệnh trào ngược thực quản dạ dày gọi là GERD và các biến chứng của nó. Thứ sáu là điều trị hội chứng Zollinger-Ellison. Và thứ bảy là hội chứng khó tiêu chức năng. Trong hội chứng khó tiêu chức năng chia làm hai cái phân nhóm, đó là hội chứng đau thượng vị và hội chứng khó chịu sau ăn, thì thuốc ức chế bơm proton được chỉ định trong hội chứng đau thượng vị. Đây là cái guideline của ACG, tức là American College of Gastroenterology, tức là của các trường đại học Hoa Kỳ về bệnh lý tiêu hóa. Thì đối với xuất huyết tiêu hóa do loét thì cái này nếu mình chỉ không làm trong bệnh viện thì mình chỉ biết thôi. Tức là sau khi chúng ta cầm máu thành công bằng nội soi thì chúng ta bơm PPI liên tục với liều đầu tiên là bolus 80mg tĩnh mạch. Sau đó chúng ta truyền 8mg mỗi giờ liên tục trong 72 giờ. Chỉ định cho những bệnh nhân có loét mà máu đang chảy, tức là forest 1A 1B. Máu lộ, tức là mình thấy được mạch máu lộ là forest 2A. Máu lộ là 2A hoặc cục máu đông là 2B. Forest 2C và forest 3 thì chúng ta không cần sử dụng cầm máu qua nội soi và không sử dụng bơm truyền mà chúng ta có thể sử dụng uống. Đây là forest 3. 3 với forest 2C là chúng ta chỉ cần sử dụng PPI liều chuẩn nha mấy anh chị. PPI liều chuẩn ngay cả xuất huyết tiêu hóa mà nguy cơ thấp, người ta vẫn sử dụng PPI uống một lần một ngày liều chuẩn. Thứ hai
là chúng ta chỉ định trong phòng ngừa loét và các biến chứng của loét do sử dụng thuốc kháng viêm nonsteroid. Đây cũng là cái guideline của Hoa Kỳ. Nên chị khi nói đến bệnh lý tiêu hóa thì cái guideline mà có uy tín nhất hiện nay là ACG. Thì cái guideline này mặc dù là năm 2009 nhưng tới hiện nay nó vẫn chưa có một cái guideline nào mới hơn. Thì mấy anh chị thấy nè, kết luận là gì? Chúng ta có hai thứ thuốc chúng ta có thể sử dụng để phòng ngừa loét và các biến chứng của loét. Khi mấy anh chị sử dụng thuốc kháng viêm nonsteroid kéo dài, thuốc đầu tiên là misoprostol, tên trên thương mại là Cytotec. Viên của nó là 400mg, mấy anh chị phải xài sử dụng liều 800mg một ngày thì lúc đó mới có khả năng hiệu quả trong phòng ngừa loét. Tuy nhiên khi mấy anh chị sử dụng cái liều này á, thì tác dụng phụ trên đường tiêu hóa khá là nhiều. Ví dụ là tiêu chảy. Mấy anh chị biết cái Cytotec bây giờ người ta sử dụng làm gì không? Ta phá thai non. Không ai sử dụng để gì? Để phòng ngừa loét mà uống từ tháng này qua tháng nọ hết, đúng không? Như vậy mình còn thuốc gì? Mình còn cái thuốc ức chế bơm proton. Thuốc ức chế proton làm giảm đáng kể loét và các biến chứng của loét khi chúng ta sử dụng kháng viêm nonsteroid, ngay cả khi chúng ta sử dụng ức chế cấp 2, ví dụ như Bobit mấy anh chị xài á, nó vẫn có nguy cơ gây loét. Như thế cái vai trò của thuốc ức chế thụ thể H2, ranitidine, cimetidine, famotidine ở đâu? Thì mấy anh chị thấy những cái thuốc này cái hiệu quả nó kém hơn nhiều so với ức chế bơm proton. Do đó bây giờ trên lâm sàng mấy anh chị nhớ, khi mấy anh chị sử dụng thuốc kháng viêm nonsteroid trên bệnh nhân có nguy cơ loét và biến chứng của loét thì mấy anh chị nên phòng ngừa bằng thuốc ức chế PPI. Nhớ một thứ đó thôi. Và sử dụng gì? Liều chuẩn viên thôi. Đó là phòng ngừa. Mà sử dụng cũng ráng 2 viên ngày. Mấy anh chị lúc nào cũng sử dụng liều cao hơn cái liều người ta khuyến cáo hết trơn á. Thứ hai là vấn đề H. pylori và diệt trừ. Thuốc ức chế bơm proton này tác động trực tiếp lên hai thuốc ức chế, lên cái thuốc cái con H. pylori bằng cách ức chế sản xuất urea. Nó cải thiện hoạt tính kháng sinh, cải thiện quá trình giao kháng sinh đến vị trí của con này. Do đó mấy anh chị thấy trong tất cả các phác đồ diệt trừ H. pylori và các phác đồ mà uy tín nhất trên thế giới hiện nay là Maastricht 4 năm 2012 và tất cả những cái phác đồ khác, mấy anh chị thấy đều có sự hiện diện của PPI trong phác đồ diệt trừ H. pylori. Nếu mấy anh chị diệt trừ H. pylori mà không có thuốc ức chế PPI thì hầu như là nó không có hiệu quả. Và liều thuốc trong diệt trừ H. pylori, đây là liều mấy anh chị. Mấy anh chị thấy tất cả đều là BID, có nghĩa là uống 2 lần một ngày, đúng không? Có nghĩa mình cho uống trước khi ăn sáng 30 phút, trước khi ăn tối 30 phút. Riêng isomeprazole cho phép mấy anh chị sử dụng liều 40mg một lần một ngày. Vì sao? Ví dụ mấy anh chị sử dụng Nexium đi. Thì cái viên Nexium nó có hai loại. Một loại 20mg và một loại gì? 40mg. Hai viên này giá bằng nhau không? Bằng. Hai viên này giá bằng nhau. Như vậy khi mấy anh chị cho toa chỉ định diệt H. pylori, mấy anh chị ghi Nexium 20mg một viên nhân 2 uống là tiền gì? Gấp đôi. Trong khi tôi chỉ cần ghi gì? Nexium 40mg một viên uống trước ba ăn 30 phút, chỉ cần một viên thôi, cho phép một viên mà. Nhưng mà viên gấp đôi thì số tiền nó gì? Nó giảm xuống nữa. Tại hai thứ nó đều khoảng hai mấy ngàn viên hết ha, thành nên chị để ý. Nên chị để ý là mình có thể sử dụng một lần một viên một ngày, nhưng mà liều phải là liều 40. Còn tất cả các thuốc khác đều phải sử dụng hai lần một ngày hết nha mấy anh chị. Về Maastricht. Maastricht nó có ba. Nó có ba cái mức độ điều trị. Ba cái line á, ba mức. Đầu tiên là first line, sau đó là second line, sau đó là third line. Phác đồ đầu tiên, phác đồ mà mấy anh chị sử dụng nhiều nhất, tại vì năm ngoái tôi có hướng dẫn cho các bạn chuyên khoa một làm một cái nghiên cứu nhỏ và vấn đề sử dụng ức chế bơm proton ở địa phương trong diệt trừ H. pylori. Hầu hết mấy anh chị chỉ xài một phác đồ thôi, dễ nhớ, đơn giản là PPI, Amox và Clarithromycin, đúng không? Hầu như là nhớ một cái đó là giỏi lắm rồi. Không phải các bác sĩ tổng quát đâu, mà cả bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa cũng ghi một cái phác đồ đó thôi. Là phác đồ đầu tiên, hầu như bây giờ mấy anh chị sẽ thấy là người ta cấm sử dụng luôn rồi. Kế tiếp là phác đồ nối tiếp, phác đồ đồng thời, phác đồ bốn thứ không có bismuth, phác đồ có bismuth. Tí nữa mấy anh chị sẽ thấy công thức của nó và liều lượng.
Phác đồ đầu tiên thất bại thì mới được sử dụng tiếp phác đồ thứ hai có levofloxacin. Hiện nay mấy anh chị đi thẳng vô luôn levofloxacin, chẳng thèm qua phác đồ đầu hết, cho nó khỏe, cho nó có hiệu quả. Hậu quả là gì? Kháng. Bây giờ kháng sạch. Nếu mấy anh chị tìm những cái nghiên cứu, tôi không muốn trình bày nghiên cứu vì nó mất thời gian, nghiên cứu về kháng levofloxacin ở miền Trung và miền Bắc và Việt Nam, tỷ lệ kháng rất là cao. Đó là lý do tại sao tới bây giờ, mặc dù trên thế giới phác đồ có levo là phác đồ bậc 2, tức là sau khi thất bại lần nhất mới được xài, thì mình vô lần nhất mình cũng thất bại luôn. Phác đồ bậc 3 là sau khi thất bại hai phác đồ trên thì chúng ta dựa phác đồ vào cấy hoặc dựa vào kinh nghiệm. Đây là phác đồ high dose dual PP therapy. Phác đồ chỉ có hai thứ thuốc, amoxicillin và thuốc PPI. Đây là phác đồ của Nhật và hiện nay được xem là một cái rescue therapy, có nghĩa là một phác đồ cứu cánh. Do nó kháng hết rồi, không còn gì hết, thì cái thằng amox là cái thằng bây giờ ít xài nhất, thì nó lại nhảy trở lại. Mấy chị thấy, coi chừng mình xài hết cái kháng sinh vậy, xài toàn là cái thuốc dữ không mà cặp carbapenem sau này cuối cùng nhảy lại penicillin đó. Nó hoặc là nhảy lại những cái thuốc amox gì đó, còn mấy cái thuốc kia mình xài dữ quá vậy nó kháng hết rồi. Thì cái phác đồ này á, là cái phác đồ của Nhật. Việt Nam mình cũng đang nghiên cứu ở ngoài miền Trung. Amox liều 750 x 4. Thấy uống ghê không? 750 x 4. PPI liều gấp 4. PPI ở Nhật nó xài ra Beprazone Paris á, là cái thuốc mà ít chuyển hóa qua ship 2C19 á, một viên nhân 4, xài 14 ngày. Đó là cái phác đồ mà thua hết rồi đó. Ở Nhật nó sử dụng. Phác đồ 4 thứ có furazolidone và phác đồ có rifabutin. Thì rifabutin này mới bị biết là một trong có những cái thuốc kháng lao thuộc cùng dòng họ với rifamycin. Thành ra cái Việt Nam mình á, cái guideline của người Việt Nam mình nó không cho mình xài. Vì nó sợ nó sau đó nó sẽ kháng luôn cả cái thuốc kháng lao ha. Đây mấy anh chị thấy nè. Cái vùng kháng clarithromycin trên 20% là Việt Nam mình á, Việt Nam mình nó kháng tới 70-80 chứ không có 20 đâu. Thì cái first line á chọn là bismuth. Đây là cái phác đồ tôi sử dụng chắc cả ngàn bệnh nhân rồi đó mà hầu như chưa hề thất bại. Mấy anh chị nhớ cái phác đồ này và cho ngay đầu tay. Phác đồ 4 thứ có bismuth hoặc sequential tức là nối tiếp 5 năm hoặc concomitant tức là 4 thuốc không có bismuth. Vì đôi khi có những nơi mình không tìm ra bismuth. Thứ hai tôi mới xài tới levofloxacin. Nhưng mấy anh chị thấy qua cái Toronto 2016 á, Toronto là của Canada, cái phác đồ này nó cũng kháng luôn rồi, nó cũng không hiệu quả nữa. Mấy anh chị về xem cái phác đồ 5 năm á, uống rất là đơn giản, nhưng bây giờ cũng không khuyến cáo sử dụng nữa. Phác đồ 4 thứ không có bismuth vẫn còn được phép sử dụng, nhưng thời gian 10 đến 14 ngày. Bây giờ guideline mới 2016 của tất cả các nước đề nghị mình lên 14 hết, không sử dụng 10 ngày nữa nha mấy anh chị. Tất cả phác đồ bây giờ là điều trị 14 ngày. Phác đồ này chúng ta áp dụng cho những vùng có tỷ lệ kháng clarithromycin cao như ở Việt Nam. Phác đồ hybrid là phác đồ nối tiếp 77, tức là kết hợp giữa nối tiếp và concomitant đồng thời. 7 ngày đầu, 7 ngày sau cũng xài 14 ngày. Phác đồ 4 thứ có bismuth, cái này là tôi quên lần trước tôi không có chép, anh chị ghi thêm vào đi. Mình có xài mà xài liều không có giống ai đó, chẳng giống một cái hướng dẫn nào hết. Liều của mình lúc nào cũng thấp hơn người ta hết trơn á. Cái cần thấp á thì không có thấp, thì thấp thì lại cao. Ví dụ PPI xài liều cao hơn người ta, kháng sinh người ta đề nghị liều này á thì mình xài ít hơn, có nghĩa mình xài không giống ai hết. Thời gian á thì ngắn, thời gian người ta 10-14 ngày, tôi thấy có những toa thuốc mấy chị cho có 7 ngày thôi. Và khuyến cáo bây giờ là xài 14 ngày. PPI liều chuẩn gấp đôi, bismuth substrate 420mg 4 lần một ngày. Nếu chúng ta không có bismuth substrate thì chúng ta có thuốc gì, tí nữa tôi sẽ trình bày sau. Metronidazole mấy chị nhớ sử dụng flagyl 500mg 3 lần, có nghĩa là 2 viên nhân 3. Tetracycline 500mg nhân 4. Mấy chị nhớ khi mấy chị dược trừ H. pylori, chịu khó cho tất cả hàng brand name hết, không xài hàng generic. Trong bảo hiểm y tế có hết mà, trừ trường hợp bảo hiểm y tế không có thôi. Vì mấy chị thà dược một lần mà thành công còn hơn cái nhấp tới nhấp lui, nhấp tới nhấp lui, cuối cùng nó kháng sạch, không còn thuốc gì để diệt nữa hết. Và bây giờ khuyến cáo là 14 ngày. Đây là cái Toronto 2016 sử dụng cho những vùng kháng clarithromycin giống như nước mình á. Phác đồ đầu tiên là 4 thứ
PPI, amoxicillin, metoclarinomycin, tức là bốn thứ không có bismuth, hoặc là bốn thứ có bismuth, PPI, bismuth, metro, tetra. Nếu thất bại chúng ta qua phác đồ levofloxacin, PPI, amoxicillin, levo. Nếu thất bại thì nếu trường hợp chúng ta chưa sử dụng phác đồ bốn thuốc thì chúng ta có đầu sử dụng phác đồ bốn thuốc, hoặc thậm chí ở phác đồ này mấy anh chị sử dụng phác đồ bốn thuốc có bismuth nếu trước đó mình chưa sử dụng, và sau đó chúng ta mới kế tới cái phác đồ P là cái thuốc mới của chúng ta đó. Bây giờ mấy anh chị coi cái liều của nó nè. Cái bismuth nó ghi chữ X, nhìn xuống đây. X nó tùy thuộc vào cái thành phần, cái công thức của thuốc. Ở Việt Nam chúng ta có cái trimo, tức là bismuth substrate, colloidal bismuth substrate. Viên của nó 120mg thì mấy anh chị sử dụng 2 viên nhân 2. Ngoài ra chúng ta còn có thấy cái viên Ducas nữa, là viên của nó là 300mg thì mấy anh chị phải sử dụng 1 viên nhân 4. Tức là mấy anh chị coi cái liều ở đây nó không có không khá là không giống nhau, vì nó tùy thuộc vào cái công thức. Mấy anh chị coi cái liều Levo ha, Levo mấy anh chị chỉ cần xài một lần một ngày, liều 500mg. Nha. Mình thấy đôi khi mình sử dụng liều 1 viên nhân 2, mấy anh chị biết cái biến chứng gì không? Bệnh nhân nó đau gân ghê gớm lắm. Đau gân đau cơ rất là nhiều. Mặc dù gần đây trong năm 2016 bắt đầu có những cái phác đồ sử dụng Levo liều gấp đôi. Chúng ta qua cái bệnh kế tiếp là GERD, tức là bệnh trào ngược thực quản dạ dày. Bệnh trào ngược thực quản dạ dày thì chúng ta có thuốc ức chế toan, như mấy anh chị hay xài antacid, xài ức chế thụ thể H2, xài PPI. Thì đây là những cái nghiên cứu meta-analysis cho thấy rằng hầu như thuốc ức chế bơm proton hiệu quả hơn, vượt trội so với ức chế thụ thể H2 và placebo. Do đó, trong guideline ACG điều trị bệnh nhân bị GERD, mấy anh chị sẽ thấy một đợt điều trị của nó là sử dụng PPI 8 tuần lễ để điều trị giảm triệu chứng và làm lành viêm thực quản. Tức là trên khi soi mấy anh chị thấy có viêm loét thực quản, nó trả lời là LAA, LAB, AC, AD gì đó, tức là có biểu hiện trên nội soi. Thì có mấy anh chị điều trị một đợt 8 tuần nha, đừng có điều trị ngắn hơn, ít nhất là phải 8 tuần. Khởi đầu liều như thế nào? Một lần một ngày liều chuẩn. Có nghĩa khởi đầu vẫn sử dụng một viên, uống trước khi ăn sáng 30 phút. Đối với bệnh nhân mà đáp ứng kém với liều một lần một ngày, hoặc là mấy anh chị thấy cái triệu chứng nó xảy ra về đêm nhiều, trong khi tôi xài một liều một ngày không đủ, thì mấy anh chị có thể tăng lên liều 2 lần một ngày ha. Đối với những bệnh nhân có triệu chứng về đêm, hoặc là những bệnh nhân có những cái rối loạn về giấc ngủ do liên quan đến GERD, thì mấy anh chị có thể sử dụng 2 liều một ngày. Có nghĩa một viên sáng, một viên tối, trước khi ăn buổi sáng và trước khi ăn buổi tối. Vai trò của thuốc ức chế thụ thể H2 ở đâu? Nó chỉ có vai trò duy trì, tức là trên bệnh nhân soi không có loét thực quản, đó là bệnh nhân đã cải thiện triệu chứng rồi bằng PPI 8 tuần, thì khi điều trị duy trì mình chỉ có thể sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2. Và cách uống thuốc ức chế thụ thể H2 đó là uống trước khi đi ngủ. Có nghĩa là nếu tôi sử dụng PPI 2 lần một ngày thì một viên sáng, một viên tối trước khi ăn. Muốn thêm cái ức chế thụ thể H2 nữa thì là một viên gì? Buổi tối trước khi ngủ. Và nhớ rằng cái thuốc ức chế thụ thể H2 này nó có một cái hiện tượng lờn thuốc, hiện tượng quen thuốc là tachyphylaxis, xảy ra sau vài tuần, tôi nói rồi, nó ức chế có một con đường mà sau đó bùng phát hết tất cả những con đường còn lại, thành ra tôi sử dụng trong vòng vài tuần tôi thấy chẳng còn hiệu quả gì nữa hết ha. Về vấn đề điều trị duy trì, mấy anh chị có thể thường là mấy anh chị duy trì bằng PPI. Duy trì đối với những bệnh nhân sau 8 tuần rồi tôi thấy vẫn còn triệu chứng thì tôi tiếp tục duy trì, mặc dù tôi ngưng sau 8 tuần tôi thấy xuất hiện triệu chứng trở lại thì tôi điều trị duy trì. Hoặc những bệnh nhân có biến chứng bao gồm viêm loét thực quản hoặc Barrett. Đối với những bệnh nhân mà đòi hỏi phải điều trị lâu dài á, thì nên mấy anh chị chọn một thuốc vừa hiệu quả nhưng mà ở liều thấp nhất, và có thể sử dụng theo nhu cầu, tức là khi nào đau uống, khi nào hết đau thôi. Hoặc chúng ta sử dụng từng đợt cắt khoảng. Ví dụ, mấy anh chị đang sử dụng liều Nexium 40, mấy anh chị giảm xuống liều 20, mấy anh chị thấy khoảng 2-3 tuần thấy ok, mấy anh chị giảm nữa. Nhân viên Nexium nó không có giảm được nữa, mấy anh chị phải giảm cách ngày chẳng hạn.
Còn một số thuốc nó có liều thấp, ví dụ như cái viên Lanzoprazole nó có viên 15 mg là nửa liều chuẩn, hoặc cái viên Rabeprazole Paris nó có viên 10 mg là cái viên mà một nửa liều chuẩn, thì mình có thể sử dụng cái liều thấp nhất có hiệu quả. Đối với khó tiêu chức năng, khó tiêu chức năng là cái gì? Nó là một cái bệnh lý về chức năng trong cái đường tiêu hóa của mình á. Nó có một cái nhóm bệnh, nó gọi là bệnh rối loạn đường tiêu hóa chức năng, nó gọi là GI functional disorder, từ đầu cho đến chân, bắt đầu từ thực quản cho tới hậu môn, cái nào cũng có thể rối loạn chức năng hết. Rối loạn chức năng có nghĩa là gì? Là không phải thực thể. Không thực thể nghĩa là sao? Nghĩa là tôi chẳng có nguyên nhân gì hết, tôi soi bình thường, tôi xét nghiệm máu tất cả đều bình thường, nhưng lâm sàng bệnh nhân vẫn có triệu chứng, thì lúc đó tôi mới gọi là rối loạn chức năng. Đây là một cái nhóm bệnh khá là phổ biến, nhưng mà hầu như là mình không nắm gì hết. Và nếu có điều kiện thì tôi sẽ xin, có điều kiện tôi sẽ chia sẻ với anh chị những cái bệnh khó, những cái bệnh rối loạn chức năng thường gặp nhất. Mấy anh chị biết là bệnh gì không? Là IBS của mình đó, là hội chứng ruột kích thích. Kế tiếp là khó tiêu chức năng, nó phân tầng. Thậm chí hả, bệnh túi mật cũng có khó tiêu, cũng có cái bệnh là đau túi mật gì, đau quặn túi mật chức năng nữa. Tiêu chảy cũng có cái tiêu chảy chức năng nữa, bón cũng có bón chức năng nữa nha. Hoặc là cái triệu chứng nóng, sau nóng gọi là triệu chứng ở nóng của gợt, cũng có ở nóng chức năng nữa. Nó có một cái hệ thống bệnh chức năng, thì trong đó nó có một cái khó tiêu chức năng. Có nghĩa bệnh nhân đến với mình có một trong bốn triệu chứng, chia làm hai nhóm. Một cái nhóm y chang như viêm lết dạ dày tá tràng, tức là bệnh nhân gì? Đau thượng vị hoặc là nóng rát ở thượng vị. Hoặc là bệnh nhân có cái nhóm thứ hai là cái nhóm khó tiêu sau khi ăn, hoặc là gì? Cảm giác no sớm. No sớm có nghĩa khó tiêu sau ăn, là tôi ăn rồi tôi mới thấy khó tiêu. Còn no sớm có nghĩa là một bữa ăn, thường thường tôi ăn được hai chén cơm, giờ tôi ăn nửa chén nó no mất tiêu rồi. Ha, thì những trường hợp này mà tôi tìm hết nguyên nhân rồi, tôi soi, tôi tìm hết nguyên nhân mà không có nguyên nhân gì hết á, thì nó là chức năng. Thì PPI nó có vai trò điều trị khó tiêu chức năng ở cái hội chứng gọi là hội chứng đau thượng vị. Thì đây là một cái meta analysis cho thấy rằng nếu chúng ta sử dụng PPI á, thì chúng cho có cái number need to treat là 15, có nghĩa là cứ 15 bệnh nhân thì hết một bệnh nhân là được điều trị khỏi. Và tỷ lệ giảm á, tức là risk ratio reduction của nó là 10.3%. Còn cái HP ức chế thụ thể H2 á, thì cái number need to treat này nó còn có 7 à. Có nghĩa là nó hiệu quả hơn PPI. Cái RR này nó cũng cao hơn cái PPI. Như vậy liệu là cái thuốc này nó có hiệu quả hơn PPI hay không? Thì người ta phân tích, người ta thấy rằng á, những cái nghiên cứu của cái nhóm thuốc này nó không có tốt, thiết kế nó không có tốt, do á, nó xếp nhầm cái nhóm bệnh nhân trào ngược thực quản dạ dày vào cái khó tiêu chức năng. Do đó tôi có cảm tưởng nhưng rằng là nó hiệu quả hơn, nhưng thực tế là PPI vẫn hiệu quả hơn. Nó chứng minh bằng những cái guideline. Đây là khi một bệnh nhân đến khó tiêu, mấy anh chị thấy mấy anh chị chia làm hai nhóm: khó tiêu thực thể và khó tiêu chức năng. Trong nhóm khó tiêu chức năng có cái hội chứng khó chịu sau ăn và một cái hội chứng đau thượng vị. Hội chứng đau thượng vị thì thuốc chỉ định đầu tay là thuốc ức chế bơm proton. Còn hội chứng khó chịu sau ăn, thuốc chỉ định đầu tay là prokinetic. Prokinetic gọi là thuốc trợ vận động. Ví dụ như Motilium, đúng không? Ví dụ như là gì? Mozaprime, một số thuốc mới bây giờ đó. Thì mấy anh chị thấy đối với cái này sử dụng PPI trước, còn khó tiêu á, thì tôi sử dụng trợ vận động trước, không hiệu quả tôi mới sử dụng thuốc ức chế bơm proton. Và mới nhất là Rome 4/2016 về cái phác đồ điều trị của khó tiêu chức năng, thì mấy anh chị thấy là cái bước đầu tiên là nếu là hội chứng khó chịu sau ăn vẫn là prokinetic, còn nếu là hội chứng đau thượng vị thì thuốc kháng tiếp và đứng đầu đó là thuốc ức chế bơm proton. Chúng ta qua phần kế tiếp là tương tác thuốc. Tương tác thuốc là tương tác đầu tiên là qua những cái thuốc qua hệ thống ship 450. Đây là những cái thuốc mà điển hình được chuyển hóa qua hệ thống ship 450. Chúng ta thấy rằng những cái thuốc này nếu chúng ta sử dụng chung với Rabeprazole, tức là một cái thuốc mà ít chuyển hóa cái hệ thống ship 50, thì chúng ta thấy hầu như không có tương tác tương tự với Pantoprazole. Một cái thuốc mà mấy anh chị thường là thắc mắc khi ghi toa, đó là chúng ta sử dụng với clopidogrel thì sao? Clopidogrel là thuốc chống kết tập tiểu cầu á, nó là một cái product, có nghĩa là một cái thuốc ở giai đoạn là gì? Tiền chất, chưa có hoạt động đâu. Khi nó vào cơ thể mình, nó đến gan,
nó phải qua hai lần chuyển hóa qua hệ thống CYP2C19 thì lúc đó nó mới trở thành dạng hoạt động và ức chế cái tập tiểu cầu. Như vậy rõ ràng là cả clopidogrel và PPI nó đều được chuyển hóa qua hệ thống CYP2C19. Như vậy liệu khi chúng ta sử dụng chung như thế thì cái PPI này nó có làm giảm hiệu quả của clopidogrel hay không? Những nghiên cứu từ hồi những cái năm, đây là cái ý kiến của chuyên gia vào năm 2014, từ các nghiên cứu trước đó thì họ thấy rằng khi tôi sử dụng clopidogrel và aspirin thì nó giảm nguy cơ stroke, nhồi máu cơ tim và chết do các biến cố tim mạch, nhưng nó tăng nguy cơ xuất huyết tiêu hóa lên 2,3 lần. Và khi chúng ta kết hợp với PPI thì nguy cơ xuất huyết tiêu hóa nó giảm, nhưng nó đưa ra một vấn đề, đó là tương tác thuốc, vì nó cùng chuyển hóa cái hệ thống CYP2C9, do đó nó giảm chuyển hóa của clopidogrel. Trong đó thuốc ảnh hưởng nhiều nhất là omeprazole, thuốc rabe và pantol nó ít ảnh hưởng hơn. Chính vì thế chúng ta thấy các biến cố tim mạch ở cái nhóm khi chúng ta kết hợp với PPI nó sẽ tăng lên. Do đó họ đề nghị chúng ta nếu phải sử dụng thuốc chống kết tập tiểu cầu thì tôi xem xét thuốc khác, không sử dụng clopidogrel, hoặc khi phối hợp thì tôi phối hợp với PPI như pantol, rabeprazole để ít có sự tương tác của hệ thống CYP2C19 đối với bệnh nhân có nguy cơ tim mạch cao và khi sử dụng đồng thời thuốc ức chế bơm proton. Nhưng thực tế thì sao? Đây là một cái meta-analysis, tức là một cái nghiên cứu phân tích tổng hợp vào năm 2015 khá là mới. Họ làm trên một cái số lượng bệnh nhân rất lớn, 214.851 bệnh nhân ha, từ 39 nghiên cứu, và trong đó kết hợp với clopidogrel và PPI là đến 73.731 bệnh nhân. Sau khi họ loại trừ những trường hợp không đạt tiêu chuẩn chọn bệnh thì họ còn lại 23.552 bệnh nhân. Thì kết quả như thế nào? Kết quả nó không có giống như những cái nghiên cứu trước đó. Họ thấy rằng cho dù cái nhóm này sử dụng clopidogrel kết hợp với PPI hay không kết hợp với PPI thì biến cố tim mạch y như nhau. Có nghĩa là mặc dù về dược động học tôi thấy có sự tương tác, nhưng về mặt lâm sàng tôi thấy khi tôi kết hợp như vậy, bất cứ là PPI loại gì thì biến cố lâm sàng xảy ra giữa hai nhóm y như nhau. Có nghĩa là không có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Tuy nhiên cái nhóm mà có PPI thì nó giảm đáng kể nguy cơ xuất huyết tiêu hóa. Do đó họ kết luận rằng PPI là một dấu ấn của nguy cơ bệnh lý tim mạch cao ở bệnh nhân sử dụng clopidogrel hơn là một cái nguyên nhân trực tiếp làm xấu đi các biến cố. Và mặc dù có sự tương tác về dưỡng độc học giữa PPI và clopidogrel nhưng hầu như không có ý nghĩa về mặt lâm sàng. Trong khi đó PPI có khả năng làm giảm những cái chảy máu xuất huyết do loét trên bệnh nhân sử dụng clopidogrel. Vậy thì sao? Vậy chẳng nhẽ những nghiên cứu trước đó là sai? Thì sau đó khi họ xem xét các nghiên cứu trước đó thì họ thấy rằng là cái nhóm mà sử dụng PPI đi kèm clopidogrel á, nó có nhiều yếu tố nguy cơ cao hơn rất là nhiều so với cái nhóm không sử dụng PPI. Tuổi lớn hơn nè, bệnh lý tim mạch nặng hơn nè, bệnh lý đi kèm nhiều hơn nè. Sau đó họ hiệu chỉnh, họ hiệu chỉnh các yếu tố gây nhiễu như vậy thì họ thấy cuối cùng sau khi tôi hiệu chỉnh rồi á, thì cái nhóm có sử dụng PPI kết hợp với clopidogrel và nhóm sử dụng clopidogrel đơn thuần, các biến cố tim mạch xảy ra không khác biệt. Nhưng khi tôi kết hợp PPI thì nguy cơ chảy máu do loét và biến chứng giảm hơn rất là nhiều. Từ nghiên cứu này, mấy anh chị trên lâm sàng, mấy anh chị cứ thoải mái. Khi tôi sử dụng clopidogrel cộng aspirin, thường là phải kết hợp với PPI. Mấy anh chị cứ sử dụng, muốn xài thứ gì thì xài. Đúng không? Hồi xưa khi tôi đi viện tim hoặc đi, mấy anh chị thấy các thầy khuyên mấy anh chị phải xài gì? Pantol hoặc là gì? Rabe thôi, không được muốn xài gì là xài đâu. Và do cái tương tác có CYP2C19 á. Bây giờ từ cái nghiên cứu này, mình có thể muốn xài loại nào mình xài ha. Rồi, ngoài ra cái PPI nó còn có ảnh hưởng đến cái pH của dạ dày, và nó có một số thuốc thì nó làm giảm cái nồng độ, cái EUC, tức là nồng độ trong máu theo thời gian đó mấy anh chị. Thì có một số thuốc nó làm giảm, một số thuốc làm tăng, đặc biệt mấy anh chị để ý dioxin. Dioxin nó có thể làm tăng cái EUC lên từ 10 đến 15%, cẩn thận nha, nó sẽ ảnh hưởng đến vấn đề ngộ độc dioxin đó. Và cái phần cuối cùng là khi tôi sử dụng PPI như vậy thì nó có tác dụng phụ gì, an toàn không? Mấy anh chị thấy có những cái toa thuốc sử dụng không phải là tính theo gì tuần nữa, tính theo tháng, mà không phải tính 1-2 tháng, mà tính tới 5-6 tháng, thậm chí từ năm này qua năm khác đó, đúng không?
ngưng cái là bị lại uống tiếp, uống một lần cho một cái toa 3 tháng sau tái khám, có nghĩa là uống khủng khiếp. Mấy anh chị có giờ đặt câu hỏi bệnh nhân uống như vậy nó có nguy cơ gì không? Hả? Đầu tiên tôi nói những cái người, những cái đối tượng đặc biệt. Ở người già, ở người lớn tuổi khỏe mạnh, mặc dù cái AUC nó tăng, cái Cmax nó tăng đến 60%, nhưng mà anh chị không điều chỉnh liều. Có gửi một cái bà già 80 tuổi hay một em bé 3 tuổi hay một người 15 tuổi liều như nhau, không cần điều chỉnh gì hết, là cái thứ nhất. Thứ hai, suy thận. Cho dù suy thận ở mức độ nào, bệnh thận giai đoạn 1 cho đến giai đoạn 4, không điều chỉnh liều nha mấy anh chị, tất cả liều như nhau. Thứ ba, suy gan. Cái suy gan thì nó khác. Suy gan ở mức độ nhẹ đến trung bình, có nghĩa là xơ gan, chay A và chay B, không cần điều chỉnh liều. Nhưng nếu bệnh nhân này là chay C thì mấy anh chị cẩn thận, mấy anh chị phải chỉnh liều. Sử dụng liều thấp nhất có hiệu quả và chỉ sử dụng tối đa liều chuẩn. Mấy anh chị chẳng cần biết xơ gan này ở giai đoạn nào hết. Nhiều bệnh nhân vô bán bụng, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản độ 3, chẳng có gì loét hết, đau dạ dày, đau bụng thượng vị, lý do là do bệnh dạ dày của tăng áp cửa. Mấy anh chị xài Nestum 2 viên một ngày, sử dụng liều gấp 4 lần, hậu quả là gì? Hậu quả bệnh nhân có bị nhiễm trùng bán tái đi tái lại nhiều lần. Mấy anh chị phải rất là cẩn thận cái liều. Đối với có thai, có thai tất cả là class B trừ omeprazole là class C. Nhưng mấy anh chị thấy trong khuyến cáo người ta lại khoái xài omeprazole. Class C là không được xài nha. Nhưng mà tại vì cái omeprazole nó gì? Nó sử dụng quá phổ biến đi, nhiều lắm. Riết người ta không còn không sợ và người ta có thấy có vẻ là như là an toàn. Nó là class C ha. Còn tất cả class B như vậy trên phụ nữ có thai. Tôi chọn lựa, tôi chọn cái gì? Nếu mà gợt, điều chỉnh lối sống. Thuốc phải sử dụng ưu tiên hàng đầu là antacid, sulfafat. Hai thuốc này xài thoải mái cho dù bệnh nhân này là thai kỳ 3 tháng đầu. Mấy anh chị vẫn được phép sử dụng và metoclopramide tức là gì? Rembrandt. Nếu không hiệu quả, thuốc kế tiếp chọn lựa là ức chế thụ thể H2, thường hay xài là gì? Là dăng tắc. Nếu quá lắm rồi bệnh nhân triệu chứng dữ dội lắm, trào ngược nặng quá, ảnh hưởng không có ăn uống được ha, ói mửa nhiều, thì lúc đó mấy chị cho phép sử dụng PPI và mấy chị có thể chọn lựa cái nhóm class B. Như vậy PPI là chọn lựa cuối cùng trên bệnh nhân có thai. Đối với trẻ em, đây là theo của FDA của Hoa Kỳ. Mấy chị thấy 2015, cuối 2015 nó sẽ khác hẳn so với cái khuyến cáo trước đó nha mấy anh chị. Tất cả bệnh nhân từ 2 tuổi trở lên đều được phép sử dụng thuốc ức chế bơm proton, trừ pantoprazole thì sử dụng ở 6 tuổi trở lên mới được sử dụng. Còn tất cả từ 2 tuổi trở lên là được quyền sử dụng hết. Còn nếu bệnh nhân mới sanh ra trào ngược nặng quá, ngay cái zero tức là tháng đầu tiên có thể được phép sử dụng isomeprazole ha, mấy anh chị cứ theo thế mà làm. Mà thường mới sanh ra ít ai sử dụng lắm, trừ những trường hợp mà nó trào ngược nặng nề quá mà nó ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé thì mình mới chỉ dùng sớm thôi, ngay tháng đầu tiên nha. Tháng đầu tiên đã có thể sử dụng isomeprazole tức là Nestum của mình đó. Còn hầu hết mấy chị có thể sử dụng được hết từ 2 tuổi trở lên. Bây giờ khi sử dụng lâu dài như vậy thì nguy cơ gì? Khi tôi sử dụng lâu dài như vậy thì nó làm giảm axit. Mấy anh chị biết cái axit ở dạ dày là một cái hàng rào bảo vệ của mình đó. Như vậy khi chúng ta giảm axit liên tục từ năm này qua, từ tháng này qua năm nọ thì nó sẽ dẫn đến một cái nhiễm trùng. Cái nhiễm trùng đầu tiên là nhiễm trùng đường ruột, là Clostridium difficile tức là viêm đại tràng giả mạc, hoặc là cái hội chứng tăng sinh vi khuẩn ha, là một cái hội chứng tăng sinh vi khuẩn. Về viêm phổi có thể gây viêm phổi cộng đồng hoặc viêm phổi mắc phải trong bệnh viện. Về xơ gan có thể gây một cái nhiễm trùng bán hay còn gọi là viêm phúc mạc do vi khuẩn thứ phát. Khi axit cholesterol nó giảm, nó làm giảm hấp thu, nó có thể giảm hấp thu canxi, ức chế hoạt động tạo cốt bào, nó gây loãng xương, gãy xương, ức chế sự hấp thu magie, B12 axit folic, gây tăng tiết gastrin dẫn đến một cái u gọi là gastric u carcinoid hay là u đại tràng và có thể gây viêm teo dạ dày mãn tính. Như vậy nó có thể tăng nguy cơ dạ dày. Tuy nhiên, đây là những cái nghiên cứu meta-analysis cho thấy rằng cái nguy cơ của nó có hay không có. Nếu có thì nguy cơ như thế nào, cao hay là thấp. Một cái nguy cơ mà chỉ hơn một lần hoặc là hai lần với một cái nguy cơ 5-6 lần hoàn toàn nó khác nhau.
Về gãy xương, gãy xương hông nguy cơ tăng lên 1,3, cột sống 1,56, vị trí khác 1,16, có nghĩa nguy cơ chưa tới 2 lần. Do đó FDA khuyến cáo rằng đối với những người loãng xương có nguy cơ gãy xương thì chúng ta nên sử dụng PPI ngắn ngày và sử dụng khi có nhu cầu. Viêm phúc mạc do vi khuẩn tự phát, mấy chị thấy nguy cơ gần như lên 3 lần. Khi mấy chị sử dụng PPI trên bệnh nhân sơ gan có bán bụng thì nguy cơ bán nhiễm trùng bán tăng lên gấp 3 lần. Nguy cơ viêm đại tràng giả mạc lần đầu là 1,7, nhưng nếu đã nhiễm lần đầu thì khả năng tái nhiễm có thể tăng lên đến 2,5 lần. Do đó FDA khuyến cáo là gì? Trên bệnh nhân đã có tiền căn nhiễm viêm đại tràng giả mạc thì chúng ta nên sử dụng trong thời gian ngắn. Ngắn ở đây là 4 tuần hoặc là tối đa là 6 tuần khi có nhu cầu. Về viêm phổi, nguy cơ 1,27, cái này chúng ta sẽ thấy cái nghiên cứu mới nhất. Về viêm ống thận mô kẽ thì hiếm, về vấn đề thiếu sắt V12, magie thì dữ liệu chưa có rõ ràng. Về viêm teo dạ dày và ung thư do PPI thì dữ liệu vẫn còn hạn chế. Đây là một cái meta-analysis năm 2013 cho thấy rằng khi chúng ta sử dụng phòng ngừa PPI trên bệnh nhân bị stress, trên bệnh nhân mà bị nằm ở ICU để phòng ngừa loét do stress á, thì mấy anh chị thấy trước đó, mấy anh chị thấy cái người ta nói rằng nếu sử dụng PPI thì nguy cơ viêm phổi mắc phải trong bệnh viện rất là cao. Do đó họ không dám sử dụng PPI, họ sử dụng thuốc ức chế thụ thể H2. Mà lâm sàng mấy anh chị thấy trong bệnh viện là ta hay chích dăng tắc á. Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là PPI có hiệu quả hơn H2. Nhưng nó giảm được cái nguy cơ chảy máu do xuất huyết tiêu hóa cao hơn hẳn so với ức chế thụ thể H2. Với cái RR là 0,36, có nghĩa là nó giảm được đến 6,4%, 64% so với cái H2. Ha? Và cái nguy cơ chảy máu đường tiêu hóa mà rõ ràng á là nó giảm cũng vậy, cũng khoảng 65%. Còn cái nguy cơ viêm phổi mắc phải trong bệnh viện thì hầu như không khác biệt giữa hai nhóm PPI và thụ thể H2. Do đó bây giờ trong ICU, khi bệnh nhân nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, tôi cần thiết phải phòng ngừa loét cho stress, tôi cứ sử dụng PPI, tôi không sợ gì nguy cơ viêm phổi. Đối với nguy cơ viêm phổi mắc phải ở cộng đồng thì sao? Cũng vậy, người ta thấy rằng là PPI này nó không liên quan đến cái tăng nguy cơ viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. Với cái odds ratio hiệu chỉnh là 1,05 mà mấy anh chị thấy nằm trong khoảng có chứa 1, không có ý nghĩa thống kê. Và cho dù tôi sử dụng cái thuốc ức chế thụ thể H2 thì cái odds ratio nó cũng 0,95, nó nằm trong khoảng có chứa 1. Có nghĩa là giữa PPI và thuốc ức chế thụ thể H2 này nó không có sự khác biệt đối với tăng nguy cơ viêm phổi mắc phải trong cộng đồng. Do đó khi mấy chị sử dụng PPI một thời gian dài thì mấy chị không sợ nó làm tăng nguy cơ viêm phổi như những nghiên cứu trước đây. Tất cả nghiên cứu này là nghiên cứu mới nhất và là những cái nghiên cứu phân tích tổng hợp. Về vấn đề ngưng sử dụng thuốc, khi mấy anh chị sử dụng kéo dài PPI trên 6 tháng, nếu mấy anh chị ngưng đột ngột thì nó đưa ra một cái hiện tượng gọi là tăng tiết axit bùng phát sau khi mấy anh chị ngưng khoảng 2 tuần thôi. Do đó, đối với những bệnh nhân mà mấy anh chị sử dụng kéo dài thì mấy anh chị nhớ giảm liều dần dần cho hết triệu chứng tối thiểu khoảng 3 tháng. Đối với những trường hợp mấy anh chị điều trị từ 4 đến 8 tuần thôi thì mấy anh chị ngưng cái rụp, không cần giảm liều. Diệt HP có 14 ngày thôi thì ngưng, không cần giảm liều. Giảm làm sao? Khi mấy anh chị đang sử dụng liều cao, ví dụ omeprazole 40mg 2 lần một ngày thì mấy anh chị giảm xuống 1 lần một ngày. Sau đó từ liều 40 mấy anh chị giảm xuống 50%, còn liều 20mg. Sau đó mấy anh chị giảm liều thấp nhất trong một tuần, sau đó cách ngày, sau đó mấy anh chị ngưng. Thì lúc đó cái khả năng mà bùng phát tiết axit thì nó sẽ giảm. Tóm lại, PPI là một thuốc điều trị rất hiệu quả trong nhiều bệnh lý liên quan đến tiết axit dạ dày. Chúng ta cần nắm vững các nguyên tắc sử dụng hợp lý để đạt được hiệu quả điều trị tối ưu. Các PPI tương đối an toàn, các nguy cơ không nhiều và không cao và chỉ gặp khi trong điều trị kéo dài. Và khi sử dụng PPI kéo dài thì mấy anh chị cần giảm liều trước khi ngưng thuốc. Cái bài của tôi hôm nay là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các anh các chị. Cảm ơn bà.